Xin chào các bạn. Trái cây là một trong những thực phẩm mà nó làm cho chúng ta ăn rất là ngon miệng. Và do vậy mà nhiều người cho chúng ta rất là khó cưỡng lại cái việc mà ăn nhiều trái cây. Thì nếu như mà các bạn muốn giảm cân, tức là đang trong quá trình giảm cân, vậy thì những cái trái cây nào chúng ta có thể mà ăn được? Và ăn bao nhiêu để mà chúng ta không ảnh hưởng tới cái việc giảm cân của chúng ta? Thì chúng ta biết rằng là cái nguyên tắc của chúng ta giảm cân đó là chúng ta phải giảm cái lượng insulin xuống ha. Tức là giảm insulin tức là đồng nghĩa với chúng ta giảm cái việc tích mỡ nào. Và đồng thời chúng ta tạo cái năng lượng ketone nào. Và ketone, khi mà các bạn tạo được năng lượng ketone tức là chúng ta đốt mỡ, tại vì cái ketone, cái năng lượng ketone nó lấy từ chất béo của chúng ta ra, nó làm cái năng lượng đó. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn làm giảm cái lượng insulin chứ, thì đầu tiên là chúng ta phải giảm cái lượng carbohydrate ta nạp vào trong đó, tức là cái lượng tinh bột hay là cái carbohydrate, nói chung là carbohydrate chúng ta nạp vào nó giảm thì chúng ta mới giảm được cái lượng insulin. Bởi vì đó, nếu mà chúng ta ăn quá nhiều cái lượng carbohydrate tức là lượng carb đó, thì lúc này cơ thể của chúng ta nó lại chuyển qua nó đốt cái carbohydrate mà nó không có đốt cái ketone, tức là không tạo ketone nữa, và do vậy mà chúng ta không đốt mỡ, và do vậy mà cái ảnh hưởng nó sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình giảm cân của chúng ta. Và vậy thì những cái yếu tố nào nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc đốt mỡ này khi mà chúng ta ăn cái trái cây? Thì thứ nhất đó là do cái tuổi tác của chúng ta nè, các bạn còn trẻ hay là các bạn lớn tuổi ha, hoặc là cái sự kháng cự insulin của các bạn cao, tức là trong người các bạn nhiều hay là ít insulin, kháng cự nó cao hay thấp. Cái thứ hai nữa là cái sự trao đổi chất của chúng ta nó tốt hay là không tốt ha, hoặc là các bạn quen với cái loại năng lượng ketone hay là chưa quen với năng lượng ketone. Thì thí dụ như là những cái người nào mà họ quen rồi đó, thì thí dụ như ăn nhiều cũng không sao, các bạn ăn 50 gram hoặc là 60 gram cái carbohydrate từ cái trái cây vẫn không có vấn đề gì các bạn, thì chúng ta vẫn cảm thấy rằng là một lúc sau là các bạn có thể cảm là các bạn vẫn có thể nhịn ăn được bình thường và tạo năng lượng ketone như bình thường, tại vì cơ thể nó quen với cái đó. Còn nếu mà một số người nắm ta chưa quen hoặc là chúng ta nhạy cảm thì các bạn chỉ cần ăn một chút xíu thôi, từng có chừng 10 gram thôi, 10 gram tinh bột thôi, 10 gram carbohydrate thôi, là cơ thể của chúng ta bắt đầu nó đốt cái carbohydrate mà nó không đốt ketone nữa. Ví dụ như mình đó, thì ví dụ mình đi chơi đó, đi xe đó, thì mình vẫn ăn trái cây hoặc là ăn tinh bột nhiều lắm các bạn đó, tại vì ăn cơm đường, cơm hàng cháo chợ mà các bạn. Nhưng mà đó, thí dụ buổi tối mình ăn nhiều tinh bột đi, rồi sáng sau mình vẫn nhịn các bạn, vẫn 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 không vẫn bỏ bữa sáng và mình ăn bữa trưa như bình thường thôi, tức là vẫn nhịn 18 tiếng như bình thường, không có vấn đề gì hết, mình không có cảm thấy đó đói run rẩy chân tay hay là cái gì hết, bởi vì mình quen với cái đó rồi. Hoặc là cái mục tiêu của giảm cân của chúng ta nó là như thế nào, có thể là chúng ta muốn, nhiều người chúng ta muốn gầy quá, chúng ta muốn tăng cân thêm một xíu thì chúng ta ăn thêm, thì đó là tùy theo cái mỗi người. Thì ở đây mình muốn chia sẻ đến cái thực phẩm vật, tức là cái trái cây mà chúng ta thường thường hay ăn, cái thông tin về những cái trái cây mà chúng ta thường hay có ở Việt Nam này, vẫn là thường hay ăn, thì nó có khoảng, mình lọc ra khoảng là 20 loại trái cây mà chúng ta thường hay ăn. Và ở đây là mình tính theo cái lượng net carbohydrate như thế bạn, tức là cái lượng carbohydrate net, tức là nguyên chất các bạn, có nghĩa là carbohydrate net có nghĩa là chúng ta lấy cái lượng carbohydrate trong 100 gram chúng ta trừ đi cái chất xơ nha các bạn. Ví dụ như bây giờ mình có là trong 100 gram trái cây đi thì sẽ có là 10 gram là carbohydrate, còn lại là 2 gram là chất xơ. Và chúng ta sẽ lấy cái 10 gram đó, chúng ta trừ đi cái 2 gram kia thì còn lại là cái net carb của nó là 8 gram. Đây các bạn. Ở đây mình tính theo cái net carb nha, net carbohydrate. Thì đó, đứng đầu tiên trong cái danh sách này là bơ các bạn, thì cái lượng carb rất là thấp, các bạn chỉ có 1,8 gram trong 100 gram thôi. Rồi, cái thứ hai là dưa hấu 7,2 gram, ổi là 9 gram, thanh long, quýt, cam, lê thì đó, hoặc là bưởi thì hoặc là táo thì nó nằm ở khoảng là 10 tới 11 gram. Dưa lưới và vú sứa, xoài thì nó khoảng có 12 tới 13 gram. Vải thì cao hơn là nó khoảng 15 gram. Nho thì là 17 gram. Chuối là 20 gram. Na sầu riêng thì khoảng 22 23 gram. Và măng cụt là chúng ta cao hơn nha các bạn, măng cụt khoảng 31 gram.
và bit là nó khá cao các bạn, tức là 35 RAM. Và thì chúng ta để ý rằng là những cái lượng carb ở trong cái trái cây các bạn là nó là đường phốc tô và glucose nha các bạn. Nó có glucose, có phốc tô trong đó nữa. Và do vậy đó mà khi các bạn ăn nhiều vô đó, các bạn ăn nhiều đó thì nó sẽ làm tăng cái insulin lên. Vậy thì đó trung bình một ngày đó chúng ta đó là chúng ta chỉ nạp khoảng cỡ chừng trung bình nha các bạn là từ 20 tới 30 gram carbohydrate, tức là cái nắt khác mà thôi. À, vậy thì đó các bạn thấy rằng là trong cái danh sách này đó bơ là an toàn nhất. À, các bạn ăn thoải mái vẫn không có thể làm tăng được cái lượng insulin các bạn. Tại vì nếu các bạn ăn 300 gram bơ đi các bạn, thịt nha, mình nói 300 gram thịt bơ đó, thì có nghĩa rằng là chúng ta chỉ có được khoảng cỡ chừng 5 tới 6 gram carbohydrate thôi các bạn, không làm tăng được insulin của các bạn lên. Mà nếu các bạn ăn 300 gram bơ là các bạn thấy là no rồi, là qua một bữa luôn đó. Tại vì trong bơ nó có rất nhiều chất béo. Ha. À, thì tùy theo cái trái cây chúng ta ăn nhiều hay ít mà các bạn phải gia giảm nha các bạn. Nhưng mà đó, những cái trái cây mà nó có một cái hàm lượng carbohydrate cao đó, cái net carbohydrate cao đó, chúng ta phải để ý nha các bạn. Ví dụ như là chuối nè, na, sầu riêng, măng cụt, mít, những cái này nó cái carbohydrate, cái net carb của nó rất là cao và chúng ta thường có khuynh hướng là ăn rất là nhiều. Ha. Còn nếu mà các bạn muốn ăn những cái, một số người chúng ta hay thích cũng ăn một số các cái loại trái cây nhập ha, thì ở đây đó mình sẽ đề cập đến một số cái mà chúng ta thường hay ăn và nó và cái lượng carb nó có thể chấp nhận được các bạn. Thì đó là các cái loại berry, ví dụ như là raspberry, blackberry, strawberry, thì ba cái loại này đó cái net carb của nó chỉ có 5 gram thôi. Blueberry thì nó cao hơn, nó khoảng 9,5 gram. Và cherry thì nó là 14 gram. Thì bởi vì về cơ bản chúng ta cũng không ăn nhiều mấy cái loại này. Ví dụ các bạn ăn 300 gram cái raspberry hay là blackberry đi thì nó chỉ khoảng có 15 gram, 15 gram net carb mà thôi. Chỉ trừ cái blueberry là nó hơi cao, nó cơ hơi cao hơn những cái khác. Thì các bạn một ngày các bạn ăn cỡ chừng 300 hoặc 400 gram đó các bạn là cũng không vấn đề gì hết các bạn. Nhưng mà đó mình khuyên là các bạn chúng ta nên giảm tối đa, tùy ha, tùy theo cái tình huống của mình, tức là tùy theo cái mục tiêu của các bạn. Nhưng mà các bạn nên ăn cỡ chừng cái trái cây đó mà các bạn muốn ăn cái net carb á thì nó tầm khoảng từ 20 gram đổ lại nha các bạn một ngày đó là tối đa đó các bạn. Là chúng ta làm tránh cái tình trạng là cái insulin của chúng ta nó tăng lên và do vậy đó mà chúng ta phải mất một cái thời gian để chúng ta đặt ra lượng keto để đốt mỡ và do vậy mà nó ảnh hưởng tới quá trình giảm cân của các bạn. Thì đó là những cái thông tin về cái trái cây nào mà các bạn có thể ăn và ăn bao nhiêu để mà nó không làm ảnh hưởng tới cái quá trình giảm cân của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo.